Theo thông tin mới nhất từ nghệ sĩ Việt Hương, tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 10 năm 2021, sau khi kết thúc lễ cầu siêu tại nhà với thời gian là 3 ngày. Và hiện tại, nghệ sĩ Việt Hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung. Và Việt Hương sẽ có thông báo chính thức sau khi các thủ tục đã được sắp xếp chu đáo. Ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9 năm 2021. Và để lại rất nhiều sự tiếc nuối cho người thân và gia đình, các quý vị khán giả, người hâm mộ luôn yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Và sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung là một nỗi đau quá lớn, không gì có thể bù đắp lại được nỗi đau đó. Và rất nhiều người cho rằng có thể cái chết của ca sĩ Phi Nhung là do tác động của bà Nguyễn Phương Hằng. Và ngay sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, rất nhiều người đã tràn lan vào các trang fanpage và hay YouTube của cô Hằng để chửi bới và chỉ trích và cho rằng cô Hằng quá tàn ác và vu khống cho ca sĩ Phi Nhung khi những lùm xùm chuyện từ thiện xảy ra vào mấy tháng trước. Và hiện nay có những thông tin cho rằng cô Hằng đã hãm hại ca sĩ Phi Nhung và không cho thở oxy trong bệnh viện, thì đó là những thông tin sai sự thật và không có thể xảy ra. Vì bệnh viện là nơi để cứu người cũng như đã cố gắng hết sức và dùng mọi biện pháp tối tân nhất để có thể cứu chữa cho ca sĩ Phi Nhung. Và cũng như các trang báo chí đã thông tin về việc bà Nguyễn Phương Hằng nói ca sĩ Phi Nhung ăn chặn tiền từ thiện và có thêm những lùm xùm với con nuôi là Hồ Văn Cường. Đây là một tiếng xấu cho ca sĩ Phi Nhung mà không thể nào có cơ hội có thể thanh minh nữa. Và đó cũng là một nỗi oan ức rất lớn đối với ca sĩ Phi Nhung. Và cũng như ca sĩ Phi Nhung đã khẳng định, hạnh phúc nhất là được đi làm từ thiện. Và cho dù ai nói để đánh bóng tên tuổi và ai nói gì thì cũng không quan tâm. Và hiện tại bây giờ, càng làm từ thiện thì càng bị oan ức, nhưng ca sĩ Phi Nhung lại thích. Và sống ngay thẳng thì chẳng có gì phải sợ. Nếu có cơ hội thì ca sĩ Phi Nhung vẫn sẽ tiếp tục đi làm từ thiện. Và hiện tại đã gần 5 ngày trôi qua và tang lễ của ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa được diễn ra. Và cũng theo thông tin mới nhất từ quản lý của ca sĩ Phi Nhung là Diễm Phạm, thì hiện nay đang làm lễ cầu siêu tại nhà cho ca sĩ Phi Nhung với thời gian là 3 ngày và đã bắt đầu từ ngày 30 tháng 9. Và cũng theo Diễm Phạm, quản lý của ca sĩ Phi Nhung thông báo là chiều nay ngày 2 tháng 10 năm 2021 sẽ kết thúc lễ cầu siêu tại nhà và có thể vào sáng ngày mai 3 tháng 10 sẽ diễn ra lễ tang của ca sĩ Phi Nhung sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và như quý vị và các bạn cũng đã biết là hiện tại đang trong mùa dịch bệnh và đặc biệt là trong thời hạn giãn cách và mới được nới lỏng vào ngày 1 tháng 10 tới đây thì việc tổ chức tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung sẽ hết sức khó khăn và chắc chắn rằng Việt Hương cũng như người nhà sẽ phải chuẩn bị rất chu đáo để có thể sẽ diễn ra một lễ tang suôn sẻ. Bởi vì như chúng ta hiện nay có thể thấy rằng là thành phố Hồ Chí Minh đang là nơi có diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Và đặc biệt là đối với Bộ Y tế đã thông báo rằng là sẽ cấm tụ tập đông người. Đối với đám tang sẽ hạn chế số người tham gia cùng một lúc là 20 người. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là đối với ca sĩ Phi Nhung thì việc diễn ra tang lễ sẽ rất đông quý vị khán giả cũng như những anh em nghệ sĩ có thể đến để tiễn đưa ca sĩ Phi Nhung ở một chặng đường cuối cùng. Thì chắc chắn rằng phía người nhà và đại diện ca sĩ Phi Nhung sẽ phải chuẩn bị rất chu đáo đối với bên Bộ Y tế và có thể lên kế hoạch trước và sẵn sàng có thể ứng biến với mọi tình huống khi tang lễ của ca sĩ Phi Nhung được diễn ra. Ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi và người đau buồn nhất có lẽ sẽ là những đứa con của ca sĩ Phi Nhung. Và đặc biệt là Wendy là con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung hiện tại vẫn đang sống tại Mỹ, đang mỏi mòn và ngóng trông từng ngày để có thể nhận được tro cốt của ca sĩ Phi Nhung từ Việt Nam gửi qua. Và hiện nay cũng có rất nhiều quý vị khán giả cũng như thắc mắc là tại sao ca sĩ Phi Nhung đã qua đời và đã 5 ngày trôi qua và tang lễ vẫn chưa được diễn ra, thì có rất nhiều những nguyên nhân có thể xảy ra. Và nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất đến tang lễ của ca sĩ Phi Nhung và được kéo dài đến ngày hôm nay có lẽ quý vị và các bạn cũng đã biết là do tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến hết sức phức tạp và là một nơi có tình hình diễn biến về sự lây lan Covid rất nhanh, nên quá trình tổ chức tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ được lùi lại. Và một phần nữa là do hiện tại gia đình cũng như người thân của ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa nhận được tro cốt của ca sĩ Phi Nhung. Và đây cũng là một nỗi thắc mắc rất lớn đối với tất cả quý vị khán giả cũng như những người yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Đối với thông tin hiện nay mình cập nhật được thì đối với những người qua đời vì dịch bệnh Covid-19 cũng như là bệnh truyền nhiễm thì sẽ được hỏa thiêu trong vòng 24 giờ và sẽ được nhận được tro cốt trong vòng 3 giờ sau khi hỏa táng. Và đặc biệt đối với thời gian hiện nay là có thể quá trình hỏa táng cũng như là công việc hỏa táng hiện nay đang quá tải thì chắc chắn có thể thời gian sẽ kéo dài ra nhưng cũng không thể kéo dài đến 5 ngày. Đây cũng là một cái thông tin mà mình cũng đang thắc mắc hiện nay. Có thể nhiều người cho rằng là ca sĩ Phi Nhung hiện tại vẫn chưa được hỏa thiêu và vẫn đang được làm đông lạnh để có thể chờ thời gian hỏa táng. Nhưng chúng ta cũng đã biết rằng theo Bộ Y tế thì sẽ phải hỏa táng trong vòng 24 giờ và chậm nhất có thể sẽ sang ngày hôm sau thôi chứ không thể
kéo dài đến tận bây giờ được. Và thông tin cập nhật mới nhất hiện nay thì có thể cho thấy rằng ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng rồi, nhưng vẫn đang chờ đợi để nhận cho cốt thôi. Có thể trong quá trình xử lý sau khi hỏa táng là sẽ có bộ y tế cũng như sẽ khử khuẩn để tránh tình trạng lây nhiễm, nên hiện tại gia đình vẫn chưa nhận được cho cốt và vẫn chưa có thể tổ chức tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung. Và cũng như thông tin mới nhất từ quản lý ca sĩ Phi Nhung rằng hiện tại ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được làm lễ cầu siêu tại nhà. Có thể đây sẽ là một cái nguyên nhân nữa để có thể kéo dài cái thời gian làm lễ tang cho ca sĩ Phi Nhung. Và cũng như trong buổi livestream của Diễm Phạm, quản lý của ca sĩ Phi Nhung mới đây, thì chúng ta có thể thấy rằng sẽ nhận ra là Hồ Văn Cường cũng như Thiên Ngân và rất nhiều những người con nuôi khác của ca sĩ Phi Nhung vẫn đang có mặt tại nhà của ca sĩ Phi Nhung để làm lễ cầu siêu. Và cũng theo thông tin từ nghệ sĩ Việt Hương rằng để tổ chức tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải chuẩn bị rất nhiều những khâu quan trọng cũng như là để lo được hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung một cách vẹn toàn. Đặc biệt thì điều mọi người đang quan tâm nhất chính là tình hình đang giãn cách xã hội cũng như là rất nhiều chỉ thị trong thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì hiện tại tình hình dịch bệnh lây lan cũng như là khi đi ra đường thì sẽ phải có thẻ xanh thẻ đỏ, cũng như đi vào cái vùng đang dịch, tâm dịch, gọi là tâm dịch hiện tại của nước Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta có thể thấy rằng là để một tang lễ diễn ra sẽ rất là khó, nên quá trình để có thể sắp xếp mình nghĩ là sẽ phải mất thời gian rất dài. Và cũng như thông báo mới nhất của Việt Hương thì gia đình của ca sĩ Phi Nhung cũng như Việt Hương vẫn đang lo thủ tục để tổ chức tang lễ được diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Thì đối với hiện nay theo Bộ Y tế thì với việc tập trung đông người chắc chắn là không thể, và tang lễ thì lại không thể nào ít người được, và chắc chắn sẽ phải có những quý vị khán giả, đặc biệt là các anh em nghệ sĩ sẽ phải đến với một số lượng rất là đông để có thể tiễn đưa ca sĩ Phi Nhung một đoạn đường cuối cùng. Nên để chuẩn bị một tang lễ được diễn ra hoàn hảo thì mình nghĩ rằng sẽ phải có một thời gian rất dài, và đặc biệt là sẽ phải có sự vào cuộc của các đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế sẽ có thể chuẩn bị trước được mọi tình huống để có thể diễn ra tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung một cách suôn sẻ nhất. Và những người ở một nơi khác, những nơi khác thì không thể nào đến tận nơi để có thể thắp một nén nhang cho ca sĩ Phi Nhung được, và chỉ có thể rằng làm lễ cầu nguyện hay là có thể làm lễ cầu siêu, cũng như là Wendy, con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung ở bên Mỹ thì cũng đã làm lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung ở bên nước Mỹ và hiện tại vẫn đang ngóng trông từng ngày để có thể nhận được cho cốt của ca sĩ Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi và đã chút hơi thở cuối cùng vào buổi trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021. Và đến ngày hôm nay thì vẫn rất nhiều quý vị khán giả, những người yêu mến ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa thể chấp nhận được sự việc này và vẫn còn tin rằng ca sĩ Phi Nhung vẫn có thể còn sống, bởi vì chúng ta vẫn yêu mến ca sĩ Phi Nhung quá mức. Và đặc biệt là tang lễ Phi Nhung vẫn chưa được diễn ra nên có thể nhiều người vẫn chưa biết và cập nhật tình hình. Nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng tuy ca sĩ Phi Nhung đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng ca sĩ Phi Nhung vẫn sẽ sáng mãi trong lòng của chúng ta và sẽ để lại những ký ức đẹp cho tất cả mọi người, và đặc biệt là những giọng hát mà không ai có thể thay thế được. Và diễn biến về tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ được cập nhật liên tục, nên tất cả quý vị và các bạn khi theo dõi clip này cũng đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để được theo dõi thông tin mới nhất, và đặc biệt là sự kiện về tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ được cập nhật liên tục theo hàng giờ để đưa đến cho tất cả quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu được những nguồn thông tin mới nhất.